Hello, xin chào mọi người. Nói xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá của mình đó bạn. Nè, đây buổi sáng sớm nay mình cùng vợ mình ra đóng cá để đi giao cá trong mùa dịch đó bạn. Đó. Mình đi đa số là ở ngoài Bắc các bạn. Đó. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì mình không dám giao, sợ nó vô trong nó giam 15 ngày. Đó, nó mới giao cá. À, giao cá thì khách nhận cá thì sợ cá chết đó. Đó, rồi có nhiều người ở miền Tây nữa, miền Tây thì phải đi ngang qua Sài Gòn đó, thì Sài Gòn hiện đang giãn cách đó, nên mình cũng dám giao nhưng mà giao thì nó giam lại, nó đi trễ mà đi trễ nó giam lại mười mấy ngày thì cá thì chắc nó sẽ chết đó. Rồi, bây giờ mình sáng là mình đi 6 bay đơn, 6 bay thùng ra để ra ngoài Bắc đó. Để đi đi ra ngoài Bắc mà Rồi, bây giờ mình sẽ đóng cá đi đó, tranh thủ tinh thần mình thủ đóng cá đi để sợ vài chỗ mình thì hiện cũng có mấy ca nhiễm vậy mà đó, nên mình tranh thủ đó, nên mình tranh thủ đóng cá đi cho vài bữa sợ nó giãn cách luôn không cho đóng cá đi nữa thì khổ mà đó, nhận tiền rồi phải tranh thủ đi đi đơn. Bây giờ mình sẽ đóng cá đi đơn với bạn, đây còn mấy 4 5 cặp đây mình đi hết luôn đó, đi hết rồi mình tranh thủ mình làm thêm một trại ngoài kia nữa. Đây vài bữa mình quay cho bạn xem đó, đóng hết đi nha bạn, đó đóng toàn bộ hết đó. Đó, dịch này thì đóng đi hết luôn đó, mình đang bán giá rẻ mình đi hết luôn mà đó, bữa giờ mình bán cũng hết rồi, còn mười mấy cặp 5 6 cặp thì mình còn thì mình bán hết luôn các bạn đó. Amina full gold đó, Jumbo ribbon đó. Đây full red là full red đóng full ta nha các bạn đó. Đây HB retro, HB retro thì cũng còn mấy cặp nha bạn. Đây coi red đó, coi red ribbon tay bướm sắc fin. Coi đen sọt các bạn, coi đen sọt thì cũng bị có bầu bụng ốc nóc rồi bạn đó. Coi đen sọt ai mua không à. Đây còn mấy cặp luôn bạn, win đó, win sọt và lưu đặc văn. Đây là view xe thu các bạn, view xe thu nước HB và lưu đó, đóng đi toàn bộ luôn. Đợt này mình đi hết đó để vừa tránh dịch mà vừa cải tạo lại, dọn dẹp lại mà bừa bộn quá. Thôi bây giờ mình sẽ tranh thủ đóng cá đi. Đây là bể nước nước trữ của mình mà, nước trữ đây chuẩn bị đóng cá đây nè đó, khi nào cũng còn trong mình có một bể nước trữ đó, bể mấy mấy tuần này có lăng quăng trong đấy bạn đó, trên cái bàn chơi thẳng nước máy vô cá sẽ chết bạn, số lượng mà đó, lồng lồng đỏ. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước. Đây, những cặp Jumbo đó. À, Jumbo chuẩn bị đóng đi cho khách các bạn. Đó. Jumbo mình chuyển lừa ra đi cho khách các bạn. Đó, Jumbo ri bông. Giá rẻ bạn. Đây, Jumbo ri bông mình đây bạn, chuẩn bị đi nè. Đó. Trống má thì rất là đẹp các bạn. Đó, cái này về làm giống rất ok. Đó. Đi ra Bắc đi đơn là làm mười mấy cặp các bạn. Đó. Đây. Mà sao? Đó. Cá mình lừa rất là đẹp các bạn. Đó. Cái máy bộ này. Đó, mình bán giá rất là rẻ, đó. Đó. Mình bán số lượng nhiều, mình bán một cặp chỉ có 50k một cặp thôi bạn. Đó, rất là rẻ mà. Đó. Đây Amino Fungol nó chuẩn bị đóng đi cho cho khách bạn, nó vàng vàng khè luôn đó.
Dịch này mà mua phun gôn tài lộc về nhà thì rất là may mắn nha bạn. Đó. Cá bên mình size rất là đẹp đó, nhưng mà giá, nhưng mà giá rất là dễ chơi mà. À, giá rẻ luôn. Đó, nhìn vô ly nước là vàng như ly nước. Đó. Đây, đóng nè. Đó, Amino phun gôn bên mình các bạn. Đó. À, nhìn cái máy size rất là đẹp các bạn. À, cái trống cũng vậy nha. Size rất tròn trịa. Đó. Giá thì rất là hữu nghị nha bạn. Đó. Giá rất là học sinh luôn. Đó. Người có tia tia kiếm này rất là đẹp à. Đó, nhìn cái mắt đỏ, nhìn bóng đèn dòi vô thấy đỏ rực luôn. Đây bộ coi red, đó coi red ri bông tai bơ bướm đó, phin xe của mình đã mang đó. Đây nó lựa toàn cá đẹp đẹp đi đơn ấy bạn. Mái rồng đỏ đó. Đó Tio đó, view xe thu các bạn đó, ri bông nha đó, giá rất là rẻ các bạn đó. Đó, nhìn vô thấy nguyên cái bụng trứng luôn các bạn. Đây size 2,5 tháng nha. Đây mình mới đóng xong các bạn đó. Đây đây mấy thùng cá này rồi. Đây giờ chút mình gọi shipper vào vận chuyển giao cho khách các bạn. Đây mình cũng xin cảm ơn đó các bạn đã ủng hộ mình trong mùa dịch các bạn đó, xin chân thành cảm ơn các bạn đó. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.